Xin chào bạn. Nay Hải đang mời các bạn ngắm cá, ngắm cảnh, nghe chim hót và xem cần câu các bạn. Hải đang hôm nay có ít đồ cần câu đài đang có sẵn tại shop. Review qua các bạn xem. Viên là hàng T1 81 các bạn. Đây là T1 81 này, đây là vỏ. Vì bên trong cần này các bạn. Dòng này Hải đang độc quyền ở Việt Nam luôn các bạn nhé. Các bạn yên tâm, chất lượng. Dòng này thì Hải đang có thôi. Các bạn nhìn này, quen đầu chống dập này, bịt đầu cần khá là đẹp các bạn, màu tím. Đấy, chất liệu carbon các bạn nhé. Đây, sản xuất theo công nghệ của Ueda. Ở trong cái bài viết của Hải đăng có nói qua cái tập đoàn đa quốc gia là Fuller Fishing này các bạn. Thì Fuller Fishing thì con sói đỏ này nó sẽ thuộc vào của tập đoàn Fuller Fishing đấy bạn. Một tập đoàn nổi tiếng thương hiệu thế giới đây các bạn nhé. Đấy. Các bạn nhìn, các bạn cha này biết Hải đăng đã soạn một bài viết cho các bạn ở trên trang web đúng câu Hải đăng rồi ấy. Đây là phần chuôi cần đấy các bạn. Đấy, chuôi cần khá là đẹp các bạn. Đoạn này là chống trượt đấy các bạn nhé. Chống trượt đấy. Nó nghe thì toàn có chà màu hót rồi. Đấy. Đây cá, quên quay cá các bạn xem nữa. Xem cần chán quay ra xem cá vậy. Đó. Cần ạ. Review các bạn. À, hiện Hải đang dòng cần này thì Hải đang có 4 size 36 45 54 các bạn nhé. Đó. Sẽ tháo đốt phòn nóng cần ra gì đi các bạn. Giá thì Hải Đăng sẽ để công khai dán số phần ghi chú quả dưới video góc này. Đấy. Phần nóng đây các bạn. Hơi cao thì Hải Đăng sẽ chỉnh xuống tí. Đấy. Nóng chống trượt đàng hoàng các bạn nhé. Chống trượt luôn. Đây các bạn, có mã số nóng này, đang sẽ bắt nét rồi các bạn. Đây, mã số nóng mà. Đấy, các bạn hỏng nóng nào thì Hải Đăng sẽ inbox riêng Hải Đăng. Cái này ít gãy lắm, khá là nhẹ. Cần này nặng có 350g thôi các bạn. 81 nặng 350g thôi. Đang sẽ review như ngọn các bạn. Đây cần này các bạn. Màu cần màu tím đen các bạn nhé.
alo đây hả? Alo chống xoắn này các bạn. Alo chống xoắn này các bạn nhé. Này cá chắc đây các bạn. Đây phủ một lớp keo nữa các bạn. Thường những dòng cần khác thì không có phủ lớp keo đâu. Này đã phủ một lớp keo thêm các bạn này. Hai lớp keo trong lớp keo ngoài ấy. Dòng này không tụt. Nhiều cần đang câu cá hay bị tụt nhưng mà dòng này không tụt được các bạn. Ngọ. Này đang sẽ phóng xa các bạn xem. Đây các bạn, cần 81 đây. Này đang ra cần rồi. Ra cần rồi các bạn nhé. Nói chung là không gù mấy. 81 rồi các bạn. Đó. Như các bạn, đây là cần 5m4. Gần như thẳng luôn các bạn nhé. Không có độ gù và cần. Dòng này nhẹ lắm ạ. Khá là nhẹ đấy các bạn. Đang sẽ review qua. Đấy là dòng T1 sói đỏ nhờ hãng và tập đoàn đa quốc gia Phú Thái Phát Sinh. Đây là gần 4,5m các bạn nhé. 4,50m. Review các bạn cái đoạn rút ra cần đây. Tiếp tục mời các bạn ngắm cá. Này đang sẽ giới thiệu dòng GBK. Đối với kép thì Hải Đăng đây có cần phong vương ảnh lục các bạn. Phong vương ảnh lục. Đấy, cần này Hải Đăng còn size 3,6m, 4,5m và 5,4m. Đấy, sẽ review qua các bạn. Các bạn chưa làm cá thì Hải Đăng sẽ mở hộp và review các bạn. M6 đấy các bạn. Rồi. Tem của nhà sản xuất đây các bạn nhá. Ngao quen đấy. Carbon xoắn, ngọn đặc các bạn nhé. Dòng này ngọn đặc. Rồi. Gọn của nó này. Cái này tầm 4H các bạn. Ngọn chống xoắn. Cái này không phủ keo như dòng T1 này các bạn nhìn nhá. Đấy, khác hẳn. Đấy, dòng T1 kia thì nó giá nó hơn tí nhưng mà tiền nào của đấy. Ngọn đặc. Anh hãy rút ngọn hết cho các bạn. Ánh tím đây các bạn. Đấy. Carbon xoắn. Vừa xoắn chéo vừa xoắn ngang các bạn nhìn này, bước xoắn nào nó này. Đấy, xoắn thì đi đấy. Đây, bước xoắn này. Đó. Này, đang sẽ review cái nóng gốc cho các bạn. Nóng gốc này. Xoắn này. Phong vương ảnh lực. Đây. Cá này đẹp. Tiếp đến là tiểu trúc đây các bạn.
tiểu trúc đây. Cái hộp quả tiểu trúc. Ừ, 36 và 550 các bạn nhé. Đấy. Mở ra sẽ mở hộp các bạn. Chút này 4H các bạn. Khá là đẹp các bạn. Bóng và đẹp. Review đốt gốc các bạn đây. Tem của nhà sản xuất nha các bạn nha. Trúc hay hải đăng cái quen gọi là giả trúc. Đây, phần này cũng làm chống trượt các bạn nhé. Quá đẹp. Đốt ngọn đây các bạn. Tiểu trúc. Trúc này 5H các bạn ạ. Dòng này thì nhẹ các bạn ạ. Tiểu trúc này nó nhẹ lắm. Đó. Thông số của nó đây. Thông số tiểu trúc đây các bạn. Thông số tiểu trúc. Nặng có 75g thôi các bạn. Nhẹ đấy. Tải tĩnh là 1,7 cân. Đường kính ngọn là 1.2mm, chiều dài 36 ạ. Tiếp đến các bạn, đây là long hua, có hạ nóng luôn các bạn nhé, hạ nóng kèm theo luôn nhé. Hạ nóng đây, hạ nóng thì các bạn đa số là biết rồi. Đang sẽ lấy hạ nóng này cho các bạn xem. Đây là hạ nóng. Và đang sẽ review cần. Cái này 5m4 nha, 470 các bạn nhé. Các bạn nhìn bơ xoắn này. Đây bơ xoắn. Xoắn nha. Mã vạch có phải đăng các bạn nhé. Giá nên biết luôn rồi các bạn nhé. Long hua. Bốn hát các bạn nhé. Hai bạn câu giết câu giờ giết xong là ok rồi, giết chép xong là ok rồi. Dòng cái cá to cũng được, xong nó không vướng thì không để ý. Đấy. Tem của nhà sản xuất đây các bạn.
Đây bạn. Ngọn này cũng đặc các bạn nhé. Ngọn này 1 ly. Chống xoắn. Đốt thứ hai đấy các bạn. Đốt thứ hai này cũng xoắn các bạn nhé. Nhìn bước xoắn của nó này. Cái này đẹp đấy các bạn, bóng đẹp. Rồi, vừa rồi Hải Đăng đã review qua cần câu đài cho các bạn xem. Cần nào muốn xem cần nào, chi tiết cần nào thì các bạn có thể inbox riêng Hải Đăng. Hải Đăng sẽ gửi hình ảnh cụ thể cho các bạn và thông số cần. Hải Đăng xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải Đăng Fishing.